Nam thải qua cái máy
laptop và cũng của mẹ thế này chứ tôi không hề máy mới mới gì. Thì bây giờ các vị thấy bữa nay là chảnh là sang đấy, ngày về ngồi giảng, ngồi trên máy giảng. Tại vì cái bài tôi phải thả vô đây để mà tôi có các tài liệu tôi nói gì để cho các vị cảm thông. Cho nên cuộc đời có những cái gọi là bất như ý. Nếu mà cái gì nó cũng như ý mình được thì tôi nghĩ chắc nó trở thành thiên đường cực lạc. Nhưng mà nó thử thách như vậy để coi mình có vượt qua nổi không. Thì thưa các vị á, nếu bây giờ mà tôi không vượt qua nổi đó, tôi bỏ đại chúng giờ này tôi không giảng thì quý vị như thế nào? Mà trong lòng tôi thì như thế nào, phải không? Cho nên nó nhiều cái, nó tương quan, tương duyên. Cho nên tôi nói thiệt các vị, mình nói nó dễ nhiều khi mình tu hành, mình nói xong nghe nó hay lắm, nói nghe nó hay dữ lắm. Nhưng mà áp dụng vào cái cuộc sống thực tế, thưa các vị, không phải như cái chuyện mình nói nha. Rồi chưa đâu, cái kiến tự nhiên cái rồi ngồi lên cái phải sáng sơ sáng sát rồi quên cái kiến là mình để trên đầu nằm nằm xuống một cái nó làm cái cớ cái rồi cái cọng đó. Rồi bây giờ xài cái kiến tạm này, mà kiến tạm là mà đeo vô cho chừng 5 phút thôi là con mắt nó đau không chịu nổi. Thì vậy buộc lòng lắm mình phải nói với đạo hữu gì đó, thôi giờ lỡ xương cảm thông cho tôi là làm ơn giúp tôi, nghe có đạo hữu giới thiệu là con gái đạo hữu là người làm mắt kính, nhưng mà đây rồi nó khó cho mình nữa. Tính tôi thì thưa các Phật tử là xưa nay dứt khoát ơn ra ơn chứ không bao giờ chịu cái tiếng là lạm dụng. Bây giờ ra mà Phật tử mà không lấy tiền thì tôi càng khó khăn cho tôi, càng trăn trở cho tôi. Mà bây giờ đi làm kiến, mà đi đi ra ngoài làm thì mình phải có giấy giới thiệu, bởi vì tôi ở tiểu bang khác. Các vị biết nó khó khăn. Cho nên nhiều khi nó thật là chúng muốn chết cho rồi. Thiệt lòng muốn chết cho rồi. Sống cuộc đời dai mượn này nó khổ vô cùng khổ, chứ còn tôi không nói dối các vị là nếu mà tôi được cái quyền mà ước được chết đó thì thôi cho chết cho rồi, chứ không có muốn sống đâu. Nó vay mượn đủ điều làm người. Mà tôi nhớ cái câu hát á, khi nào đóng nắp áo quan mới hay là nghĩa tàu khang của mình đó. Thì các tôi không có đi đám ma, nhưng mà hai bữa nay rồi thầy cũng đứt với thầy cũng rủ đi đám ma. Ra rồi tôi thấy người nằm bất động trong quan tài đó, tôi quán chiếu thì giờ này mới là sung sướng, mới là sung sướng. Cho nên tấm thân giai đoạn này thưa đại chúng, đừng nghĩ rằng sung sướng rồi đã giai mượn cái tấm thân hình hài ngũ quẩn này, rồi thêm các vị vay mượn đối cảnh từ sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sắc thân hương vị xuất phát bên ngoài, thưa vị không phải dễ dàng vui đâu, nó khó khăn vô cùng. Tôi thí dụ như cuộc đời á, mà sống được cái đạo tình đạo nghĩa cũng không phải dễ sống đâu nghe các vị. Như trưa nay các vị thấy không, tôi tại vì tôi nhớ ngày xưa tôi không biết cuộc đời tôi, nếu nó hồi nhỏ tới lớn á, tôi sợ nhất ăn đắng nuốt cay. Nhưng mà khi thời thế nó làm cho con người nó đổi thay á, rồi có những khi ăn cay nuốt đắng nó là cái vị ngon nghe. Cho nên những năm tôi ở Gò Vấp có bà cụ Phật tử đó, bà cứ bà lấy cái nón tràm bà nấu cho tôi ăn. Mà các vị biết những năm nó đi học cả ngày, cứ đi học về cái thấy mà treo lủng lẳng trước cái cửa rào cái gô cháo nấm tràm, hoặc là bà kho khô nấm tràm gừng và treo lủng lẳng đó, lấy vô mà lúc đói ăn nó ngon vô cùng.
Cho nên đi đâu về đâu cho tới khi trở về quê nhận chùa, cho tới khi qua đất Mỹ này gần 20 năm mà cái hương vị nấm tràm đó nó không quên trong đầu tôi được. Cho nên rồi mấy vị Việt Nam qua rồi nghe tôi thích ăn nấm tràm rồi cho, mà cho thì cho phải mua lần cả ký, mà cả ký mà làm một lần nhúng nhúng nó cực, cho nên là tối qua ngâm hết cả ký làm. Mà làm thì có mình ăn thì cũng muốn cho Phật tử ăn, bởi vì cái loại nấm nó không có thuốc, mà nó lại có cái chất để mà nó làm cho con người mình nó mát gan, nó có vị thuốc, nó không có bị độc. Làm rồi thì các vị biết là ngâm một đêm xả 5-6 nước, rồi thấy thầy Quảng Đăng ông xả 5-6 nước mà tôi xuống tôi thấy tôi không tự tin, tôi cầm tôi cắn thử nó còn cát, rồi tôi ráng tôi xả cả chục nước nữa, xả trần lại phải cũ một cái nước này. Thì khi xả cả chục nước đó thì tôi chỉ biết nó văn tứ lung tung, mà tôi thấy bữa nay tôi biết là bữa nay là cái nhà bếp là nó bẩn, mà tôi cố gắng tôi không cho lòng phiền nhà bếp, tôi vô bếp trong tôi làm, rồi làm rồi thì sắp sửa tới giờ ăn thì phải chạy ra lo kho nấu cho nó rồi, thì cái người ta vô trong đó ta dọn dẹp người ta cũng cào nhà, là cả một vấn đề thử thách. Cào nhà mà quý vị biết là mình cũng phải xin lỗi đi thôi, tôi nghĩ thôi mình xin lỗi đi, chứ mình đã nói là mình làm mà các vị bớt dặn bớt dắt cho nên nó ra. Rồi xong rồi thì cào nhà xong rồi thì cũng ráng kho cho nó kịp cho các phần tử ăn, chứ một mình tôi ăn gì hết, bây giờ còn cá ngô chứ. Rồi xong rồi thì có một Phật tử đi đâu có vô trễ thì cũng hốt miếng ăn, nó thầy cát lắm đó nghe thầy, và cũng cảm thấy nó khó khăn nữa. Tôi biết nó cát thì đâu phải tôi không biết. Cho nên các chị thấy cái cuộc đời á, mình có cái lòng tốt với người này mà chưa hẳn tốt với người kia nghe. Nó phiền lắm chứ không phải dễ, nhất là cái thứ ăn nhờ ở đâu. Nó khổ vậy đó. Mà tôi nói các Phật tử đi chùa, các Phật tử cố gắng nha, các vị có cái lòng tôn kính tăng bảo á, các vị nhớ học cái cách của Phật, của Pháp, của Tăng á, mình ráng sống cho được cái tâm bình đẳng một chút, dầu là chưa có được trọn vẹn nhưng mà phải sống tâm bình đẳng hơi đựng chút để cho người ta đỡ thở, người ta dễ sống chứ. Còn mà sống với cái tâm phân biệt, tâm kỳ thị, tâm ích kỷ với thưa các vị không ai sống nổi đâu. Cho nên tôi nhắc nhở các vị, nó khó lắm, cho nên tôi tự nhủ lòng tôi, thật sự là đời tôi nó khó khăn để vượt qua lắm chứ không phải giác ngộ dễ dàng. Nhưng mà nếu mình đã rồi hai cái microphone hết điện luôn. Hết luôn rồi nè. Thầy Thượng Tài thách thức các vị, nói đây không phải là tôi trách tôi nha, không phải tôi trách ai hết á, nhưng mà để tôi muốn làm một cái tấm
bình phong cái gương cho Phật tử thấy là đường tu không phải chuyện dễ dàng mà được như ý mà mình tu đâu. Đó là ở trong chùa, ở ngoài đời các vị thấy tôi nghĩ là còn hơn thua hơn, còn hơn vậy nữa phải không? Cho nên thấy vậy là thành ra nếu mà dễ dàng tu chứ thành Phật hết rồi. Thôi thì ráng. Nói như vậy để mình dìu đỡ nhau, dìu đỡ nhau mà ráng thôi. Nhưng mà nếu á, mình mà mình giận, mình sân thì ai lỗ? Nó khổ là mình lỗ. Họ chê, họ cười, ô thầy cũng thầy tài, cũng tu, bọn sân si, vậy bọn giảng nghe nghe cũng là điều lỗ, mình lỗ trước hết. Cho nên á, các vị nên nhớ điều là nó hễ mà mình không kiềm được á, là mình càng nổi nóng lên chừng nào thì mình càng thua thiệt. Vì vậy mà thấy hay cái đạo Bồ Tát cái nhẫn nhục. Nhờ những cái vậy đó, để chia các vị tôi mới phát hiện ra, tôi mới thực nghiệm, chứ tôi không có nói thực chứng. Thực nghiệm được rằng cái chuyện nói rất là dễ, nhưng mà áp dụng vào để mà thành một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Bồ Tát, một vị Thánh Hiền không phải dễ chút nào. Cho nên ăn cơm cũng vậy, người thì nói biết tụng kinh không mà không biết bắt nồi cơm nước, không biết vô bao nhiêu nước, mà cả đời biết tụng kinh không mà không biết bắt nồi cơm, mà hỏi cái gì cũng hỏi là cũng là điều khó khăn. Mà nếu nấu nhão thì cũng khó, mà nấu khô thì cũng khó. Các vị biết cho nên nó khó lắm, khó lắm. Nên tôi thì tôi thấy tôi sợ quá rồi. Mà nếu sợ vậy lo tu. Sợ vậy để rồi mình quán chiếu, mình phải thấy rằng cái chúng sanh ở trần đời nó vậy đó. Bởi vậy mới gọi là chúng sanh. Thôi thì cuộc đời nó dây mượn. Tôi cố gắng gần gũi được các Phật tử lúc nào thì các Phật tử cố gắng nha. Tôi cố gắng tôi chia sẻ những cái gì được học, được hiểu cũng như được trải nghiệm. Mình cứ việc mình phơi bày ra vậy đi, để rồi mình mới có cái cơ hội mình mới thấy, để rồi mình chiêm nghiệm lại mình. Chứ không phải mình nói như vậy là mình đổ lỗi cho mình, đổ lỗi cho người, đổ lỗi cho ai hết á. Nhưng mà coi chừng những vị đó là những vị Bồ Tát, người ta có mặt trong trần đời này để người ta thử chúng sanh mình đó nghe. Bồ Tát không đó, thấy cái người nào cười vui cũng là Bồ Tát, nhưng mà thấy cái người nào mặc như đưa đám ma cũng là Bồ Tát nha. Vị Bồ Tát nó có thực thuận hạnh, nó có nghịch hạnh nhớ. Cho nên nhiều khi Bồ Tát họ ẩn mình không biết được, mình thấy họ hiện để chứ thật sự là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát họ mới biết hả, mình nổi nóng cái đồ kia mà nó là tu gì, cái bà đó mà tu gì phải không, đó là họ biết mình tu cái gì cho nên họ là Bồ Tát. Thưa đại chúng, thì bây giờ bắt đầu mình ráng học bốn điều giác ngộ còn lại, được tới đâu hay tới đó. Rồi bây giờ tôi có nhờ đạo hữu đi copy, vì tôi sợ rằng cái bài học nó nhiều ý cho nên không kịp, mà cái máy copy hết bậc đó, đạo hữu kia vừa đi copy vừa mới tôi về để có gì ra lấy bài vô học đó, đúng giờ luôn đó. Rồi trước hết là tôi cũng cảm ơn cái đạo hữu Phật tử gì đó tội nghiệp mua hai chồng giấy cho tôi, đưa dưới thì tôi có rồi, hai chồng giấy để tôi copy cho các vị học, nhưng mà mới lấy ra copy cái nó hết bậc, đây cũng là một cái thử thách nữa nghe. Cảm ơn đâu chi rồi cũng cảm ơn hết á, cái gì cũng vậy. Bây giờ hôm nay mình học được giác ngộ thứ năm, giờ bắt đầu có bài rồi nghe, có bài dòm cho nó rồi học nó dễ hơn nè. Chia cho hết đi rồi bắt đầu dòm vô học. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sanh tử, còn phía bên đây nữa nha, chứ không nhận chúng tôi. Thường Bồ Tát thường niệm, quán học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc.
Bữa nay mình học điều giác còn thứ năm nói rằng là do vì vô minh mà mình để dưới mà mình bị trôi dạt trong ba cõi sinh tử. Ba cõi sinh tử, các vị đã nhớ trong kinh Pháp Hoa có câu là tam giới vô an, du như quả trạch. Nếu trong ba cõi mà không có an thì không mình khác nào mình sống ở trong cái nhà lửa nha. Cho nên thí dụ như thầy trò huynh đệ mình mà nãy giờ mà tâm mà không có nói ra được mà không an thì nó hừng hực nha, đúng không? Cái gì mà bất an mà lo ngại mà suy nghĩ thì không khác gì như chúng ta đang sống trong cái ngôi nhà lửa nóng bức. Cho nên do vô minh mà trôi dạt trong ba cõi sinh tử. Vì vậy các vị Bồ Tát thường nhớ rằng cần phải học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu khả năng biện tài để giáo hóa cho tất cả mọi người đều đạt hạnh phúc chân thật. Bồ Tát thường nhớ rằng phải học rộng nghe nhiều. Các vị đi đến với đạo tràng, đến với chùa tụng niệm mà các vị không có tâm để học hỏi, để nghe đạo, các vị chỉ biết tụng kinh, chỉ biết lễ bái thôi, thì đại chúng ta thử suy nghĩ chừng nào ta mới hiểu đạo. Mà không hiểu đạo thì chừng nào ta mới tu cho đúng con đường của đạo đấy. Như vậy để các vị nên nhớ rằng cái khổ đau của chúng ta mà vô minh phiền não nó kéo dài, đau khổ là do ngu si. Cái dùng cái danh từ ngu si thì các vị nghe nó hơi nặng, nhưng mà thật sự ra đó, hay cái chỗ chữ ngu si trong này dùng là ngu si sinh tử. Bồ Tát cái ngày Đức Phật đó là ngu si sinh tử, do ngu si mà sinh tử. Nhưng mà mình nói ngu si thì Phật tử thường hay giận, thà nói vô minh không giận nha. Nhưng mà tôi đã thường nhắc rồi, cái tính từ ngu si đó vậy mà nó nhẹ hơn từ vô minh nha. Thí dụ ngu si, các chị ngu si có một giới hạn là đó thôi. Nói, ôi mày ngu si quá, mày không biết cái lời nói đó, nó chửi mày. Thì như vậy quý vị ngu si trong cái phạm vi đó thôi. Còn nó nói mày vô minh quá, cái vô minh nó bao trùm tất cả, nó bao trùm cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngu si. Nó bao trùm cả cái tư tưởng ngu si nha. Nhưng mà thông thường á, tại vì trần đời mình nghe cái từ ngu ai chịu, thà nói khôn, nói thông minh ai cũng thích. Nhưng mà có phải thông minh thiệt không? Cho nên Bồ Tát thường niệm, Bồ Tát thường nhớ nghĩ phải quán học đa văn, học rộng nghe nhiều để cho tăng trưởng cái trí tuệ. Cho nên muốn mà mình đi đúng cái con đường đạo, mình có an lạc giải thoát, hãy nghe nhiều. Bởi vì Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Sợ vì Đức Phật mà ra khỏi được cái cõi đời ô trọc này là Đức Phật. Đức Phật đi nhiều, học rộng nghe nhiều. Ngài có cái trí quảng kiến đa văn đó, cho nên Ngài phải tận tường được cái chân lý nha. Chứ các vị tối nhà mà các vị ố các vị chỉ ôm ba cái bài kinh, các vị tụng các vị lại thôi, các vị hiểu được cái gì? Tôi xin phép đấy, không phải là tôi ca ngợi mấy ông thầy giảng, không phải tôi ca ngợi tôi giảng mà hay thì các vị nghe nhiều, không phải mà nghe nhiều, đây là các vị phải cần văn mà nghe là tư duy mới tốt. Thế cho nên Bồ Tát giác ngộ thì nên biết rõ cái quy luật đưa đến minh, đó là học rộng nghe nhiều. Muốn trong sáng được phải học rộng nghe nhiều. Cho nên dẫn chứng trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy 14 cái giai đoạn tu tập để đưa đến minh, để diệt trừ cái vô minh. Thứ nhất là ta phải có lòng tin vào bậc đạo sư. Bước đầu của lộ trình tu tập là phải cần nương tựa vào một bậc đạo sư.
Bậc đạo sư ấy, mình đã biết và tin tưởng rằng có khả năng giúp mình khai mở trí tuệ, có lòng tin mình mới an tâm quy hướng về đạo sư ấy. Thứ nhất là tất cả các Phật tử đều đến với đạo trước mắt là chọn thầy để mình quy y rồi, mà phải chọn đó là một bậc đạo sư, bậc dạy đạo cho mình. Chứ không ai mà đi các vị gặp với ai đi ngoài đường đã các chị chọn là thầy, không có nào, phải cần có một ngôi chùa nào, cần có một vị thầy nào, mà ít gì mình cũng phải có sự tôn kính, mình tôn trọng để mình xin, mình quy y, mình xem đó là bậc đạo sư. Nhưng mà thưa các vị á, nói đây là nói gần, nhưng mà nói xa đó, bậc đạo sư là ví trên như Phật, Đức Phật nha. Đức Phật là mới là ông thầy chính chắn để chỉ đường đi lối về cho chúng ta không có sai lầm. Cho nên Đức Phật là ví là được ví là vị đạo sư số 1, là bậc thầy của trời người. Hai là phải đến gần của vị đạo sư ấy mới có cơ hội tiếp nhận và cần thiết. Mình muốn biết tường tận cái giáo lý của Phật mà mình không biết ông Phật là ai thì mình sao mình biết được mình tu, các vị. Cho nên tôi hỏi ôi, tôi thấy cuộc đời nhiều khi tôi ngao ngán. Ngày hôm qua tôi viết cái bài thơ, các vị biết tôi viết mà tôi cũng đau lắm. Chứ không phải tôi viết là để tôi hạch tội hay tôi nói lỗi ai, đau là bây giờ mấy ông thầy mà có nhiều khi có học vị văn bằng là đi đấu đá với nhau, trên nhất là ở xã hội Việt Nam mình hiện nay. Một thầy thì nói không có vong linh, vong nhập gì đó, tôi không để ý, lúc đài là hoàn toàn tôi không muốn để ý cái chuyện đó làm gì. Nhưng mà rồi một ông thầy khác cũng có văn bằng tiến sĩ rồi bây giờ đi lên giải thích là có hiện tượng vong nhập, ông đem như là cô 9, cô 10 là ông bị vong nhập vân vân, nó làm loạn thiên hạ. Rồi đem dẫn kinh này kinh kia đó là có vong nhập để cho làm cho nó hoang mang. Tôi nhắc cho đại chúng nên nhớ, những thầy như vậy chưa phải là bậc đạo sư. Bậc đạo sư là người dạy cho người ta làm sao cho người ta an mà người ta đừng có lo sợ. Biết rằng cuộc đời này tôi không nói với các vị là không có ma nghe, mà tôi cũng không khẳng định các vị là có ma nghe. Nhưng mà thí dụ như ma, tại sao nếu có ma thiệt thì nó đi vòng vòng thì nó gặp ai nhập đấy chứ. Nhưng mà tại sao nó nhập người này mà nó không nhập người kia? Thì như vậy cái hiện tượng đó nó có phải là hiện tượng tuyệt đối không mà mình đem ra bàn luận cái gì phải không? Mà bây giờ làm sao cho người ta để an tâm, người ta để người ta gọi là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khinh cạnh. Làm sao mà mình dạy cho những người sống đó có nền đạo đức, có cái tâm cao thượng để đừng có ma trơi quỷ lộng nó hoành hành. Cái đó mới là cái điều quan trọng, các Phật tử đó. Bây giờ mà tôi ngồi đây tôi nói chuyện ma là thu hút người ta dữ lắm, nhưng mà nó có đưa tới cái sự an lạc giải thoát không, hay nó làm cho các vị hoang mang, nửa nghi nửa ngờ, nửa tin nửa lo nửa sợ, như vậy có phải là đạo Phật không? Cho nên các vị cho phép tôi nói như có vẻ sân hận vậy. Cho nên nếu các Phật tử mà có duyên mà ít nhiều mang danh là được nghe ông thầy Thiện Tài giảng, coi như là học trò đi hay là huynh đệ đi, thì phải đừng bao giờ có tư tưởng này trong đầu. Cái chánh của đạo Phật hiện bây giờ Đức Phật muốn làm sao cho con người còn sống này nè được an tâm, được an lạc, được phủi bỏ được cái ưu phiền, vơi đi những cái khổ lụy trần ai, để mà người đó sống có tự tại, có khinh an, có giải thoát và có giác ngộ. Đó là mục đích chính của đạo Phật. Cho nên tôi nói cái ông tiến sĩ này nói ra nó đau, nói mà nó đau cho cái tình huynh đệ, chứ không phải tôi nói là tôi hạ người ta.
là báo tánh bổn đạo cho đi học để lấy bằng tiến sĩ, là đi về nói chuyện ma, nó uổng cơm uổng nước người ta sự. Cho nó thầy nào mà đi lên nói chuyện ma chuyện quỷ là uổng cơm uổng cháo uổng gạo uổng tiền báo tánh bổn đạo. Nhưng mà mình nói về cái người không ưa mình đó, thầy tu thầy đi moi móc thầy sân hận phải không? Nhưng mà sân ở đây là vì nghĩ tới cái tiền đồ Phật pháp, chứ cũng phải dạy gì chuyện của người ta ôm vào mình làm cái gì. Cho nên các Phật tử thương quý đạo Phật của mình, kính đạo Phật của mình, hoặc thương quý với cái vị thầy nào đó mà mình tôn trọng để mình học chánh pháp, phải hiểu chỗ đó. Cho nên các vị tu hành đừng có lo sợ gì chuyện mà người phước mặt phước mày hết. Mình giữ chánh tâm của mình thì không có ma quỷ nào nhập mình hết. Mình giữ cái lòng mình trong sạch thì thiên thần trời cũng phải kính phục mà. Đừng nói chi mấy cái vong, mấy cái linh đó. Trừ ra cái người nào nó có cái chất ma là một, đạo đức suy đồi thì mới có cơ hội để ma chơi quỷ lộng nó mới nhập vào thôi. Chứ còn các vị giữ có nhân có nghĩa có lễ có trí có tính có quy Phật rồi bất quy thiên thần quỷ vật, quy pháp rồi bất quy kinh điển ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi bất quy bè mạng tổ mẫu quát đản rồi, thì không có cái cớ gì mà ma nó nhập các vị hết trơn. Các vị rõ rồi đó chưa? Các vị dám khẳng định với tôi là nghe cái bài này là các vị nhận ra và hứa với tôi là đừng có sợ cái đó không? Không có sợ. Mình phải tin nơi Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc phước đức đầy đủ rồi, trí tuệ đầy đủ rồi. Bây giờ con tin nơi Phật, con ở hiền làm lành, con không cướp của giết người, con không làm cho ai phải đau khổ, thì thôi cứ như vậy mà sống thôi, không ai nhập mình. Không ai cái gì mà các vị phải đi cầu cơ, các vị phải đi chấm tử vi, các vị phải đi xem bói hết trơn. Mình tin đạo Phật là tin sâu vào nhân quả rồi. Cho nên tôi tha thiết đây là tôi nói cái lời chân thành, ai có thương tôi cũng được. Mà thậm chí mà không bằng lòng có chửi tôi, chà đạp tôi cũng chấp nhận cúi đầu, tôi cũng chịu, chứ tôi không nói khác hơn được. Nói chánh pháp là phải nói như vậy. Thứ ba là tỏ lòng tôn kính đạo sư, phục vụ chăm sóc hầu hạ một đạo sư những gì cần thiết, bày tỏ thành tâm của mình trên con đường tu học. Nếu mà vị thầy nào mà dạy đạo cho mình mà chân chánh á, thì thưa các vị, thật sự mình cúng rồi mình không tiếc cái gì hết á. Các vị nhớ là nếu học được cái chánh pháp mà mình tỏ đạo, mình không có lo sợ rồi đó, các vị giàu có cúng ngàn lượng vàng nữa cũng chưa xứng đáng. Còn mình học cái đạo mà để cho mình hãi hùng, mình lo sợ, mình nơm nớp, mình âu lo, mình nghĩ mình sống trong một cái điều mà mình không có an được, thì hỏi các vị, giàu các vị có cúng cỡ nào cũng an được. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi làm những như các vị cúng dường cho tôi thì tôi nói nghĩ cái nghiệp của chúng sanh mà thấy đồng đô ai không mang. Nhưng mà tôi không vì mục đích đó nha. Cái vị đứa tôi không vì mục đích đó là chính, mà tôi vì mục đích là làm sao cho các Phật tử không cần đông, mà cần một vài người nào đó mà tỏ ngộ là tôi đã an tâm, tôi đã bằng lòng với việc làm của tôi rồi. Tiền bạc không thể bỏ ra mua được tội lỗi với các vị. Các vị sống một cái xã hội điêu tàn, dốt nát, nghèo hèn, độc tài thì các vị còn bỏ tiền ra chạy này, chạy chỗ này, chạy chỗ nọ được nhé. Ngay cả xã hội Mỹ đây là các vị nhớ là có tội là không thể chạy được nhé. Chứ đừng nói chi rằng cái nơi gọi là địa ngục hay là thiên đường hay là nơi cái cõi mà thập điện diêm vương, đừng hòng chạy tội nhé. Các vị chỗ đó là cái chỗ công lý, cái chỗ mà người ta không hề tham ô, thì các vị có chạy tội. Cái người mà không tham ô các vị dám chạy tội được không?
ngay cả đất nước này thể có tội là phải thi hành, không thể chạy được rồi. Là các vị đã tin tưởng một đất nước tư bản, một đất nước dân chủ là như vậy rồi thì hà huống gì nếu có một cái cõi quỳnh tiền hay là cõi thiên đường nào đó hay là cõi diêm vương nào đó, các vị đừng hòng chạy tội nếu các vị có tội. Tin như vậy để tin sâu vào đạo lý của đạo Phật chứ, sâu vào đạo lý nhân quả chứ. Đằng này miệng thì nguyền rủa, tối ngày đi đâm đầu này chọt đầu kia, đi bơi móc đầu nọ, và thọ bát quan trai ở đâu cũng có mặt hết trơn á. Tới giờ học đạo thì chui trốn mất tiêu, tới giờ tụng kinh thì dành chỗ ngồi, tới giờ ăn thì đứng ra làm như ta đây là ngon lành lắm. Như vậy là mấy người đã học đạo á. Vậy chứ mở miệng ra là một tháng bốn tuần thứ bảy là đi thọ bát hết trơn à. Tòa sen chạy theo không có kịp. Yêu cầu quý vị một nơi thôi mà quý vị có chứng tâm, có cái lòng nghe dạ thẳng, là coi như là các vị đã đặt cái tòa sen ở đó rồi nha. Còn đằng này các vị chạy, chạy luôn tung men, chỗ nào cũng có mặt hết trơn. Nhưng mà rồi đi chỗ này nói xấu chỗ kia, đi chỗ kia nói xấu chỗ nọ, đi gặp bà này nói xấu bà kia, gặp bà kia nói xấu bà nọ, thì dầu có thọ tô đi nữa nó cũng thành gì đừng nói thọ bát đi. Tôi nói thiệt thì có buồn không? Tôi nhắc trở lại thọ bát quan trai có nghĩa là đóng cái cửa địa ngục nha. Chứ quan là cái cửa, thọ thì cái giới đó để đóng cái cửa tâm đồ ác đạo. Và đóng cửa tâm đạo ác đạo trong đó khổ nhất là cái cửa miệng nha. Cửa miệng là nó nảy sinh không biết bao nhiêu ác pháp ở trong đó. Tôi quan hệ các vị cái kiến tôi bên đây nó càng chấn nên tôi nhân về chứ phải tôi thở. Tại vì cái kiến nó hai tròn. Tôi nên nói, tôi nói cho các vị biết. Những cái nó thẳng nó thật thì tao không có chịu nghe. Còn mà gặp nó trời ơi, cụ này cụ tu dữ lắm, nghe danh của cụ cái ai cũng nghe, ai cũng khen nó là phái à nha. Chứ nói cụ ơi, nghe danh của cụ ai cũng hết hồn cái là sao hết hồn thầy này nè nghe. Còn khổ lắm, trên trần đời nó khổ vậy. Nhưng mà có nhiều người tu mà nghe tới tên của mình người ta hết hồn khiếp vía nha. Có, cho nên các vị nên nhớ, tôi thấy trong này tôi nói tôi không khen ai, chứ có những người á, tôi tuy là tôi không biết tên nhưng mà tôi chấm điểm thấy âm thầm ai làm thì làm, tới giờ ăn rảnh chạy thức ăn không rảnh ra ngoài xe nằm, hoặc là tới giờ là ngồi tụng kinh rồi không chu du góc nào đó ngồi ra đọc sách hoặc ngủ, vậy mà tôi nghĩ là hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất. Tôi thấy những người đó là tôi biết mấy người này là họ tu tiến chứ họ không có lùi. Còn mấy người mà trường mặt chừng nào ra mặt móc đó chứ làm gì. Nói gì nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu ghét là tôi không nói nữa. Nếu ghét là cứ chọt đi là tôi khỏi giảng nữa. Tôi cũng lỗ lại hay nào. Mà tôi muốn đây là cái tình thương. Nếu những vị có sai lầm nghe được như vậy thì sửa. Đó mới gọi là tốt chứ. Tôi bước ban đầu là sửa nè. Thành ra tôi nói đây không phải vì cá nhân, không phải vì ghét nhá, mà muốn cho Phật tử tôi phải tiến. Thời giờ nó không hẹn. Bốn là lắng nghe là thái độ thành khẩn thiết tha trong học tập, sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì từ bậc đạo sư. Với thái độ sẵn sàng như vậy, bậc đạo sư sẵn sàng dạy. Tôi không dám nói tôi là bậc đạo sư của các vị, nhưng mà các vị không sẵn sàng nghe thì tôi giảng tôi không sẵn sàng tôi giảng nữa. Người ta không muốn nghe mình giảng nhưng mà nó khổ trên cuộc đời này á, nó lấn cấn. Thí dụ như một thao nấm trào và sáng tôi kho đó, nó có một hai cái nó kẹt cục đá cục sàn ở trong đó lấy ra không được. Nhưng mà cái người khó chịu thì vô tình nó khổ cái nghiệp đặc biệt nghe. Người ta có phước, người ta gấp một cái gặp ngay cái nấm nó béo, nó ngon lành. Còn cái người mà nhiều chuyện gấp một cái trúng ngay cục sạn. Có gì thấy có không?
Tại sao bao nhiêu người ăn mà ta không trúng ngay cuộc sạn mà mình cứ làm cái rổn cái này, răng cỏ gì đâu rồi ốc nó cắn mà cắn cuộc sạn cái cớ cái tự nhiên ốc nó ê trên này các vị. Nhưng mà mình biết đó là cái nghiệp của mình. Tôi nói đây là các vị biết kinh nghiệm đó là tu đó. Kinh nghiệm đó là tu đó. Mà có khi đào. Rồi, nghe Pháp đây là giai đoạn bước vào Phật Pháp. Những điều mà đạo sư dạy luôn được nghe với sự phấn khởi và càng mạnh. Nghe Pháp mà không vui đừng nghe nha. Nếu bây giờ quý vị đừng buồn nữa. Tôi nói vậy thôi chứ nếu tôi còn giảng mà quý vị không thích thì cứ gì đi xuống bếp làm cho nó rồi. Không thích thì cứ kiếm đường này đường khác tránh đi. Hoặc không thích thì cái giờ này các chị lái xe đi đâu đó sao tiếng đồng hồ tôi giảng xong rồi trở về cũng được. Nghe là phải vui vẻ, phải phấn khởi, phải cần mẫn. Thọ trì Pháp nhờ nghe một cách phấn khởi thích thú, ta sẽ nhớ những gì được nghe một cách đầy đủ. Vì lý do mình không muốn nghe cho nên nó cũng ngọt cái nghiệp ngọt lắm nha. Có những cái bài tôi giảng nó tuyệt vời lắm nhưng mà họ nghe rõ chuyện câu nào đó nó khó chịu cái họ đem câu đó họ nói à. Thiệt cái gì thấy có không? Cái quan duyên với nhau là vậy đó. Thí dụ như cái bài Pháp người ta từ đầu tới cuối rất là hay nhưng mà tôi đâu phải là ông thầy ông Như Lai Thế Tôn đâu mà hoàn hảo hết nguyên bài giảng. Lâu lâu nó lỡ hứng quá có câu mà nó thốt ra nó vô duyên cái là họ lấy câu vô duyên họ đi họ nói. Trong khi ngàn câu khác nó có duyên họ không nói. Nó rõ ràng bởi cho nên tại vì đâu, tại vì họ không muốn nghe. Mà có nhiều khi bắt buộc. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế tôi xưa cái bài già bắt bánh tiêu tôi kể với các chị đó. Thấy Phật đi nghe mà Phật nói tới đâu là bắt bụng cái lỗ tai mà tới đó. Thậm chí cái bà mẹ của bà Mạc Lợi Phu Nhân là bà Đông Thành Lão Mẫu tôi kể nó nhớ không. Bà thấy ông Phật là bà lấy cái bàn tay nó che hai mắt lại mà ngạt nổi hồi xưa. Trước khi bà làm mẹ vợ vua đó bà là một cô gái nghèo. Làm tới mức độ mà cái tay nó chai, nó có u, cái nặng, nó có bộn tiền nào thì sao? Cái tay nó hở ra, mà thấy hết trơn nè. Như cỡ như tôi về, tại vì tôi không có làm cực, cho nên là cái tay tôi nó kích rịch, nó mập quá, cho nên đâu có thấy cái hở ra đâu. Bộ mình nó tối đen luôn nè. Nhưng mà bà Đông Thành Lão Mẫu á, vì hồi trước khi làm mẹ vợ vua, bà là một cô gái nghèo. Vậy mà bà gặp Phật là bà lấy hai cái tay, bà bụm lại mắt, bà lại, bà bụm thì bà thấy. Thấy bà mới đột đầu xuống mặt xuống đất luôn. Phật biết là thôi coi như bà này không có duyên với ta, Phật bỏ Phật đi một hơi chứ làm gì nhau vậy. Cho nên tôi nói các vị là cái câu mà nó tuyệt vời là dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân. Dược y bất tử bệnh là cái thuốc mà lương dược, tiên dược đi chăng nữa mà trị cái người cái bệnh mà bệnh chưa chết mới trị được nha. Chứ còn tới số rồi thì dầu cho lão quân mà luyện lưng đơn đi nữa thì cũng không cách nào hoàn sanh hoàn tử được nhé. Các vị thấy rõ điều đó không? Còn Phật quá hữu duyên nha. Phật độ được là độ cái người có duyên nha. Chứ người mà vô duyên cái Phật mà không độ được là nó chứ không phải tài xấu xí này. Cho nên phải cùng căn cơ, cùng trình độ, cùng cái tấm lòng mới là quyến thuộc với nhau được. Giống như tôi nói vậy là các vị nghe được những cái điều tôi nói là phải đồng căn cơ với tôi, đồng duyên với tôi, đồng nguyện với tôi thì các vị mới nghe tôi được. Chứ còn các vị đang cần cái chỗ đi chùa để tụng kinh cầu nguyện là đủ mà tôi nói vậy ai chịu làm những người đó không bao giờ nghe nổi đâu. Họ tưởng nó họ cao siêu nhưng mà thật chất họ nghe không nổi. Có nhiều người trời tôi giảng là dễ ợt, mình nghe các vị mà nghe nổi là cái bài pháp nó dễ ợt rồi phải không? Nhưng mà có nhiều vị họ cũng than họ nói sao ông thầy này ông thầy nọ thì cái giảng có không hiểu gì hết. Đâu phải không hiểu mà tại mình không có duyên với người đó hoặc là cái trình độ căn cơ của mình không nghe nổi nghe các vị. Nhưng tôi hỏi thiệt giờ quý vị ngồi như đây tôi nói nãy giờ nghe nổi không? Chứ không nổi là cũng phải chịu thua à. Nhưng mà vậy là nghe, khi quý vị nghe nổi vậy thì quý vị thấy nó rất khó khăn gì đâu. Nhưng mà các vị không nghe nổi là nó khó khăn vô cùng chứ không phải dễ dàng.
Suy tư ý nghĩa là sự thọ trì một cách đầy đủ lời dạy của bậc đạo sư, qua đó ý nghĩa sâu sắc lời dạy dần dần hiển lộ bởi suy tư của mình, càng suy tư mình càng thấy sáng. Nhớ khi mình chưa ngộ là thầy độ nhé, nhưng mà ngộ rồi là quý vị tự độ, và những điều tôi nói ra không phải của tôi mà của Phật, và cũng không phải của riêng ông Phật mà của chính Phật tâm của mỗi người vốn tự có. Khi tôi nói ra các vị đã hiểu rồi thì các vị thấy là ồ, cái này thật sự nó phải mình không hiểu, nhưng mà tại từ đó nó kín cái tấm lòng mình cho nên nó không hiển ra để cho mình hiểu, mình thấu rõ vậy. Chấp nhận học pháp, sau khi suy tư hiểu rõ nghĩa lý, tâm không còn thắc mắc chống đối, tâm thuận theo pháp, chấp nhận học pháp ấy, đến đây thì tư tưởng mới thông suốt. Cái người mà không chấp nhận học pháp á, nó chống đối dữ lắm chứ không phải vừa nghe các vị. Nó là ma. Khi còn phiền não thì gọi là ma, phiền não ma mà. Phiền não ma cho nên nó che lấp, nó lu mờ tâm trí. Chẳng những họ không được mà họ không muốn mọi người phải nghe. Các vị thấy rõ điều đó chứ? Cho nên đó, cái người mà tâm không thông suốt, không thuận theo rồi đó, thì họ luôn chống đối, họ luôn thắc mắc. Thắc mắc á. Nó thường vậy. Ước muốn sanh khởi sau khi chấp nhận học pháp rồi, niềm quan hỷ sẽ khởi lên trong tâm. Tâm muốn dấn thân thực hiện cái học pháp ấy là muốn thực hành. Khi mà các vị học được rồi, các vị sẽ muốn thực hành. Chứ phải học rồi để làm gì hết đó. Học rồi muốn mình có cái cơ hội để mà thực hành. Giống như các vị học pháp, ví dụ như các vị học cái pháp từ bi đi, thì các vị muốn có cơ hội để các vị gieo rắc vào lòng của người khác cái tâm từ bi, cũng như muốn nói cái lòng từ bi và cũng như thể hiện cái hành động từ bi của mình chứ. Như vậy học là phải hành. Nỗ lực hành trì do ước muốn khởi lên nên tâm nỗ lực hành trì pháp mà đạo sư đã dạy để tự mình đạt những gì thông suốt trong lý thuyết. Nỗ lực nhưng không bị mù quáng bởi sự xác quyết trong quá trình thực hành sẽ nảy sinh những mâu thuẫn lệch lạc, ta cần tỉnh táo để cân nhắc suy xét để tìm ra đường lối thích hợp. Khi mình học giỏi mình hiểu rồi phải mình đi quýnh người ta, mà khi mình có đủ nhận thức rồi mình khi người ta nói mình biết là họ tu tới đâu liền. Khi biết họ tu tới đâu, nếu họ tu cao hơn mình thì mình cúp cung để mình học cái hay của họ. Còn nếu biết họ cả việc họ tu dở mà họ nói trên trời thì mình cũng biết vậy là mình sao? Thôi tôi cũng lại Bồ Tát, thôi Bồ Tát giỏi hơn tôi thì mình cũng vậy cho nó rồi. Chúng sanh có khi nó muốn khen thì mình khen cho rồi đi, mình chê chi cho nó giận phải không? Thôi nói chứ trước sau thì ai cũng thành Phật. Cái này tôi giáo lý đại thừa là chỗ đó đó. Trước sau ai cũng thành Phật á. Tại họ muốn vùi đầu trong vô minh, họ muốn vùi đầu trong đau khổ là chuyện của họ, còn mình thấy gì mình thương họ đi hả? Cái hay của tinh thần Phật giáo phát triển là ở chỗ đó. Nhưng mà nói thì dễ mà làm khó vô cùng nghe. Tôi xin nhắc lại. Sau khi vừa học, vừa làm, vừa cân nhắc đã đầy đủ, con đường đã ổn định, sự phát triển hướng đi bằng sự tinh tấn, không gián đoạn, thì lúc đó mình sẽ có kết quả tốt. Với sự tinh cần trên, ta sẽ đạt được kinh nghiệm tự thân về thực tại vô ngã, cảm nhận được pháp vị giải thoát và đạt được trí tuệ viên mãn thành tựu giải thoát, nghĩa là minh, là tuệ, sanh ra thì chấm dứt luân hồi sinh tử. Như vậy cuối cùng để chúng ta chấm dứt được phiền não khổ đau luân hồi sinh tử là phải sáng, phải có trí tuệ nha. Đó thì Đức Phật dạy như vậy. Vậy chúng ta phải diệt cái thấy cho được cái ngu si, cho nên nó mới trong cái đường luân hồi sanh tử. Như vậy vô minh là cội nguồn của sanh tử, của khổ đau, cho nên chấm dứt vô minh là mục tiêu
của đạo Phật và người đệ tử Phật. Con đường để đoạn trừ được vô minh là con đường phát triển trí tuệ, tức làm cho minh xuất hiện thì vô minh diệt. Trí tuệ được là qua quá trình học tập, biết nhiều, qua nghe, văn huệ, tư huệ, tu huệ, nhờ học rộng biết nhiều mà thành tựu được khả năng trí tuệ biện tài, tức là hiểu biết và lý luận sắc bén, nhờ vậy mà giáo hóa được nhiều loại chúng sanh nhiều quốc độ khác nhau. Cho nên tôi xin dịch thơ, đọc lại cái bài dịch thơ thứ năm là giác ngộ cơ thiền. Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm. Bậc Bồ Tát chuyên tâm học phấn, nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề, biện tài thành tựu đề huệ chúng sanh, thường giáo hóa an lành tất cả, ban buồn vui diệt xả cho nhau. Bây giờ có cái điều giác ngộ thứ sáu, đệ lục giác tri, bằng khổ đa quán, hoành kết ác duyên, Bồ Tát bố thí. Đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân. Có nghĩa là điều giác ngộ thứ sáu dạy rằng sự nghèo khổ nó mới sanh ra quán hận, tạo thêm cái duyên nghiệp bất thiện. Cho nên bằng khổ đa quán, hoành kết ác duyên. Bằng kết ác duyên là tạo thêm cái nghiệp, cái nghiệp, cái duyên ác. Các vị ngồi á, các vị suy nghĩ từng câu tuyệt lắm. Mình suy nghĩ cái bài, những cái bài này là học để mình tư duy. Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân. Bồ Tát cần thực hành cái hạnh bố thí một cách bình đẳng giữa kẻ ghét với người thương. Cho nên Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác. Hãy quên đi những cái xấu ác của họ. Cụ là cũ đó, cái cũ đã qua đó. Hãy quên đi những cái xấu ác của họ đã qua. Bất tăng ác nhân, không nên ghét bỏ những người ác. Không nên tăng trưởng cái lòng giận dữ của mình mà ghét bỏ người ác. Cái câu nó đơn giản mà tuyệt vời không? Cho nên điều giác ngộ thứ sáu này nói về công hạnh bố thí của người tu. Cho nên trước mắt là chúng ta phải hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó. Thiệt do nghèo, cho nên con người dễ sanh ra bất mãn, ganh tị, hận thù. Thưa đúng không các vị? Thường thường nghèo, cho nên con người dễ sanh ra những điều bất mãn lắm. Bởi vì mình quên rằng là đối với đạo á, là chấp nhận là bằng đạo nha. Bây giờ tôi nói đây là tôi dạy tôi nè. Thí dụ như tôi bây giờ tôi nghèo, tôi không có cái chùa riêng, tôi thậm chí tôi tu và tôi nghĩ rằng tôi trời Phật không cho mình cái duyên đó. Thứ hai nữa mình không có cái phước đó. Thứ ba nữa tấm lòng mình không có muốn đi con đường giảng dạy thì thôi. Như vậy thì đối với mọi người nhìn tôi thì sao? Cái người mà không hiểu đạo thì nhìn ô sao cái ông thầy tài đấy mà qua đây ăn nhờ ở đậu đó mọi người. Tôi cầm trọng trụ trì thôi, nên tôi mua atiso, tôi mua táo, tôi mua đường phèn, tôi nấu cho trụ trì. Chú hứa các ông đang nhờ đâu. Như vậy chưa phải là Bồ Tát bình đẳng quán thân nha. Cái chuyện mà mình lo cho vị nào đó là điều đáng lo, điều đáng lo. Nhưng mà mình lo mà mình đừng có tâm phân biệt. Thí dụ như các vị âm thầm, các vị cúng dường, các vị cảm tình với thầy nào đó, các vị cúng dường không ai nói nha. Nhưng mà phải thương cái người đối phương, mình đừng có làm cái hành động cho người ta khó chịu, có gì phải không? Cũng như có một bà Phật tử nói, thầy ơi, để ngày mai tôi cúng dường cho thầy vì thầy cùng quê với tôi. Cái tôi làm cái chỗ này là đáng rầy nhé. Tôi nhớ tôi có
chuyện tôi kể các vị nhớ không? Có câu chuyện mình biết cùng quê, ví dụ như ở đây tôi với cô Diệu Hiếu nữa, xin lỗi cùng họ, dĩ nhiên nói là nói chơi thôi, chứ giờ tôi họ thích chứ tôi đâu còn họ fan. Nhưng mà tận tận qua muốn mua lòng vậy, tại vì tôi không biết chạy xe, bà này bà rảnh rỗi là bộ nó họ fan tôi đã có chuyện gì nhờ nhậu ấy, vì có tiếng nhờ nhậu ấy cho nên mới có chuyện cùng quê nghe, cùng họ nghe. Tôi nói gì bác chị chịu không? Vỗ tay đi. Cho nên tu hành nói là nói chơi thôi, chứ mà nói cái kiểu đó là không có tu khỉ khô gì hết đó nên nghe. Tu hành không có kiểu cùng quê cùng họ đó. Tôi bây giờ là giấy tờ thì họ phan, chứ là tôi tên bóng, tôi thêm quốc tịch đi, rồi tôi sửa lại là họ thích luôn, cho rồi một tên một tuổi cho dễ nghe. Cho nên nói các vị, nếu mà các vị mà có trí tuệ rồi, các vị quốc liền, thưa thầy, tu hành không có họ gì hết trơn á, điều là dòng máu đỏ, điều là nước mắt cùng mặn, là thưa thầy. Và vậy là tôi cứng mồm liền đó nghe. Chừng nào mà thầy nước máu, thầy máu xanh, máu con máu đỏ thì thầy mới nói là cùng họ được, để cho nó có sự cảm thông, còn không có họ gì trong này. Cho nên có hòa thượng tôi kể từng rồi đó hả, nghe có ông thiện giả vô chạy nói thưa hòa thượng, có cháu hòa thượng ở quê lên thăm hòa thượng, ông hòa thượng nghe ông mừng quá, lật đặt ông nhảy xuống khỏi cái bộ trường kỷ ông ra, thì ông tiểu đâu tưởng đâu thầy nghe có cháu với quê lên mừng hả, người đồng hương mà đồng khối bà con mừng. Ai dễ ông ra ông lấy cái cây ông quất cho một con, nó mày đi nghe, rồi tới đây mày con tao cháu tao bà con đồng hương của tao là đi ngay nghe. Tu hành cỡ đó mới tu chơi. Trong cái ông tiểu hiểu lầm nói cha có bà con và thượng có người đồng hương tới, và thượng mừng quá lật đặt nghe nói là thượng là lật đặt đi liền ra chổi cái gậy ra ngoài cửa để đó, không phải ông chổi cái gậy ra ông phao cái một gậy chứ. Cho nên tôi nói các vị, mình muốn tu hành là phải đi ngược cái dòng đời mới tu được đấy các vị. Còn đi thuận theo dòng đời thì cũng không thua gì cuộc đời nhé. Cho nên các vị quan hệ với tôi, có những cái bây giờ tôi giống như tôi cũng có lúc tôi cũng khùng khùng vậy, tôi cũng cho tôi đi ngược vậy đó nghe. Nhiều khi có người cúng dường cho tôi nhiều mà tôi coi thường lắm. Còn nhiều người nào mà cúng dường cho tôi mà tôi khen là coi trình đã chết với tôi đó nghe. Là chuẩn bị có lợi dụng tiếp đó. Mình nói đạo phải nói vậy đó, nó mới tỏ đạo bồ đề. Cho nên do nghèo nên có người dễ sinh ra bất mãn, ganh tị, hận thù. Đó là bản thân không hài lòng với chính mình, cho nên tâm lý xáo trộn. Rồi tôi học cái này, cái tôi thấy tôi á, thấy tôi liền á. Cho nên vì vậy mà nghèo khổ nhiều thì đau khổ càng nhiều. Vì vậy mà Bồ Tát mấy bạn, nếu mà tu hành thì phải nhớ cái hạnh Bồ Tát á, phải là bố thí bình đẳng quán thân, phải cố gắng bố thí để cho cái tâm mình nó được bình đẳng, bình đẳng giữa kẻ ghét với người thương. Cho nên trên đời này các vị mà ghét ai, các vị sàng qua sàng lợi, sàng tới sàng lui được ngay bon à, không có thay đâu không biết thế. Cho nên các vị tập vô chùa này, tôi nói hơi mạnh mà để cho các vị nên cảnh giác. Tập để các vị đi ngã xa, tập để cho mình bớt đi cái tâm thương với ghét, mà còn thương còn ghét còn phân biệt khổ lắm các vị ơi. Thôi tôi nghĩ tới đây đi. Rồi bây giờ như vậy là tới đây mình tạm thôi, còn hai điều nữa rồi chiều mình học, thay vì mình học giáo lý mình học học cho hết, để rồi tuần sau là tôi chia tay các vị một thời gian. Cố gắng chiều nay vậy là chiều nay học 5 giờ đi nha, thay vì 5:30 mình học 5 giờ. Có quan hệ không? Dạ quan hệ. Rồi bây giờ tới đây mình học trước để cho các thầy làm lễ rồi các vị ăn chiều mình học tiếp. Chúng sanh vô